Chào anh em nhá, mình lại trở lại chia sẻ chém gió với anh em đây. Anh em cũng biết rằng là tất cả chúng ta là ai cũng trải qua một giai đoạn, một thời kỳ nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than. Thì hầu hết tuyệt đại đa số là chúng ta là cái thời kỳ là còn ngồi trên ghế nhà trường này, rồi sau đó sau khi nghĩa là hết lớp 12 rồi lên học đại học đấy, thì cao đẳng thì hầu hết là ai cũng một thời kỳ đấy, là thầm thương trộm nhớ một ai đó đấy. Thì chủ đề chia sẻ hôm nay thì mình biết rằng là nhiều bạn cũng không thích nghe về chủ đề này, bởi vì là mình cũng thấy có những comment là thôi chú ơi đừng kể chuyện về vấn đề yêu đương mệt người. Nhưng mà dù mệt hay không mệt thì ai cũng phải yêu, ai cũng phải xây dựng gia đình đấy, nó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Đấy, đó là sinh lý của chúng ta đấy, không thể thiếu được. Nên là buổi chia sẻ hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn và ôn lại với những anh chị lớn và các bạn cùng trang lứa với mình đấy. Và các em sau đó một ít vài tuổi cũng đã xây dựng gia đình, một thời kỳ là tán gái của một thời kỳ gọi là gì nhỉ? Thời mới có tivi, bởi vì mình nghe có bài hát là ông bà ta yêu nhau thời chưa có tivi, nhưng mà cái thời của mình là thời mới có tivi. Và ở cái video trước thì có một bạn comment vào là tôi chạc lứa tuổi của ông, thì phải công nhận rằng cái lứa tuổi anh em mình là cái chuyện tán gái nó thú vị hơn nhiều như bây giờ. Thì tất nhiên là mỗi thời nó có một thú vị, nhưng mà để mà nghe những cái khung cảnh đi chơi đấy, bạn gái rồi bạn bè đi chơi với nhau, thì cái thời của mình nghe vẻ nó lãng mạn, nó hay hơn như bây giờ đấy. Đi bộ, đi tán gái, đi xe đạp, đi tán gái, không có xe máy, nhiều bạn có ô tô như bây giờ đi tán gái đấy. Mà bây giờ thì là smartphone đấy, nhắn tin chat với nhau hàng ngày được. Những cái thời của mình là nhớ đấy. Điện thoại không có, nghĩa là chỉ biết nhớ thôi, nhớ từng lời nói, từng khuôn mặt của người mình yêu đấy. Cho nên là nó rất là thú vị, nhất là cái giai đoạn mà bắt đầu đi tìm hiểu ấy các bạn. Thực sự không biết là nhiều bạn như thế nào, chứ mình có một thời kỳ chỉ sợ tối nó mưa đến tầm chiều thôi mà thấy mây rông nó nổi lên, sấm chớp nó ùm ùm, chính thức là buồn. Nghĩa là chỉ mong đến tối để đi chơi, để được gặp người yêu, thì ông trời ông lại đe dọa sấm chớp ùm ùm. Như bây giờ thì có thể là xe máy là khoác áo mưa phóng vù phát đến chỗ người yêu mình. Nhưng ngày xưa ấy, mà đi xe đạp hay đi bộ mà khoác bộ áo mưa đến nhà bạn gái thì nghe vẻ nó có thể người ta đánh giá là ông này có vấn đề rồi, hoặc là mức độ nó suy nghĩ nó khác người đấy, kiểu thế. Mưa gió cũng đến, mưa bão chết cò cũng đến. Thì cái thanh niên bây giờ, như các bạn trẻ bây giờ đi chơi ấy, thì cái thứ nhất các bạn thiệt thòi cái là đã là ít rồi, ít bạn bè không như ngày xưa. Bởi vì cái lứa tuổi mà bây giờ đi tìm hiểu bây giờ thì mỗi nhà thì chỉ có một hai người thôi, nhà nào không để ăn trai thì có hai chị em gái đấy, mà lại cái lứa tuổi nó lại cách xa nhau, nó không như ngày xưa bọn mình đấy, để nó gần nhau. Nhưng bây giờ thường thường là cũng hai cách xa nhau đấy, chị em cách xa nhau, thậm chí mỗi nhà chỉ có một người một đẻ một con gái thôi đấy.
Thì thời ngày xưa bọn mình đi chơi ấy thì thực sự thú vị, rất thú vị các bạn trẻ nếu mà tưởng tượng ra cái ngày xưa bọn mình đi chơi rất thú vị. Bởi vì cái ngày mình bắt đầu mà đến tuổi trưởng thành, đấy, đến tuổi nhung nhớ đi chơi ấy, thì cái thời đấy là bắt đầu mới có tivi đen trắng. Đấy, bắt đầu mới có tivi đen trắng. Thì cả một xóm thì mới có vài cái tivi thôi. Đấy, nhiều khi đến cái làng khác chơi ấy các bạn, thì những cái đối tượng mà mình muốn đến chơi thì lại đi xem tivi. Mình đã có trường hợp như thế này, thì cái thời đấy thì mình là có người yêu rồi, nhưng mà đi chơi với thằng bạn trai, nhưng đi chơi cùng với một thằng bạn, thì thằng bạn này là đang muốn tâm te một bạn khác, nhưng bạn ấy dự là tối nào bạn kia chỉ thích đi xem tivi thôi. Đấy. Thì các bạn cũng biết là tuổi mới học xong cấp 3 lớp 12 thì bạn kia bạn cũng thích xem tivi. Tối là bạn đến bạn đã chiếm chỗ bạn xem tivi của nhà hàng xóm rồi. Nhưng mà ông bạn mình thì thích là, nhưng mà đến chơi thì bạn gái kia bạn cũng có ý bạn thích, nhưng mà thỉnh thoảng bạn mới ra thôi, nhưng hôm nào có phim hay hay là gì đấy thì là chắc chắn là bạn chỉ thỉnh thoảng bạn niết đợi đằng sau bạn nhìn xem nào. Là mấy ông là cứ đứng đằng sau nhòm lại nháy mắt cười thôi, chứ lại đáp giả nhau bằng một nụ cười thôi. Còn việc anh đứng thì anh cứ đứng, mà việc em ngồi xem tivi là em cứ ngồi xem tivi đấy. Nhưng mà hôm nào thí dụ mà có phim không hay đấy thì bạn ra đi chơi, ra chơi và về mời về nhà chơi. Thì hôm đấy ông bạn mình về phấn khởi lắm, vít sáo dọc đường. Còn hôm nào mà bạn kia bạn mà cứ ngồi bạn xem tivi thì cũng đứng xem tivi đến lúc về cái năm hôm. Nói thật sự các bạn, mình thì tính mình hay tiếu táo hay nói chuyện trò vui, nhưng ông bạn mình thì năm hôm không gặp được, không nói được với đối tượng một lời nào, cái là từ lúc đấy đến lúc về nhà không thèm nói năng một lời nào. Rất buồn cười. Ngày xưa thật sự các bạn trẻ là cái thời bọn mình ấy thì tivi nó không có, mà cho nên là các làng gái làng trai làng này, không biết là thị trấn thì trước thì mình cũng không ít chơi ngoài đấy, phố xá chơi, nhưng mà đi các làng khác chơi thì con gái hay các bạn hay chơi vào một đội đấy, mấy người đấy, thậm chí hàng gần chục người, 6-7 người, cho nên là trai làng khác đến thì cũng rủ nhau đi chơi, cũng một đám đông đấy. Đấy, thời kỳ tìm hiểu xong bắt đầu nếu mà yêu nhau thì tách dần từng đôi, tách dần một tìm hiểu nhau thì đi, chứ còn hoặc là nếu mà không yêu nhau thì cứ ngồi từ ngã ba ngã tư ở làng các bạn đấy, chuyện trò rôm rả rất là vui đến lúc về. Như bọn mình thì ngày xưa là đi chơi, thí dụ những cái làng gần đây thì là hay đi bộ đấy, rủ nhau đi bộ. Thời bắt đầu mới đi tìm hiểu, còn ông nào ông có người yêu rồi bắt đầu lúc đấy ông ấy du kích rất nhẹ, cũng tách ra rất nhẹ. Còn thằng nào chưa có người yêu thì vẫn cứ túm năm tụm ba rủ nhau đi chơi, và con gái cũng vậy, cô nào chưa có người yêu thì cũng tập trung túm năm tụm ba mà chơi, cũng rất là vui vẻ. Nó không như bây giờ, các bạn mình thấy là không còn cái cảnh như ngày xưa nữa rồi. Bây giờ nhà nào cũng có tivi nhất rồi, điện thoại rồi máy tính, là cái khoản mà đi ra ngoài đường đợi các anh đến chơi là không còn nữa rồi, không có cái đoạn đấy rồi đấy. Nên các bạn trẻ bây giờ rất ít khi được nhìn trăng ngắm trăng đấy. Đa số là vào nhà miếc chơi, hoặc là thời bây giờ nó có điện đóm nó nhiều đấy. Điện đóm nhiều và ít khi mà nhìn lên trời xem cái ánh trăng nó như thế nào. Ngày xưa thì đi chơi đi bời ngồi đấy, cái nó lãng mạn. Mình thì tính mình nó không lãng mạn, nhưng mà vậy mình tả khung cảnh cho các bạn xem cái thời xưa nó lãng mạn như thế nào thôi. Chứ còn bản thân mình là trai quê lúa củ khoai, cho nên là về cái chuyện tình cảm tình yêu bạn gái là mình không được lãng mạn, thú thực là như thế. Kể cả đi chơi, thậm chí vừa rồi ngày sinh của mình, ngày sinh nhật mình còn không nhớ, thấy trên Facebook
rồi trên Zalo nó báo là ngày sinh nhật thì mới biết thôi, chứ mới mới nhớ lại thôi, chứ còn mình không bao giờ mình để ý ngày sinh nhật đâu. Đấy, cho nên là ngày xưa nó tán gái vui lắm các bạn, các bạn trẻ. Đấy, còn các bạn không biết thì bây giờ thì có, các bạn cũng có cái thú vui của các bạn, nhưng mà mình thì mình cũng không hiểu. Đây là mình kể cho các bạn về cái thời của bọn mình thôi, chứ còn của các bạn trẻ bây giờ thì thú thực là mình cũng chưa mường tượng ra nó như thế nào, nhưng mình tin chắc rằng là sẽ không vui như bọn mình ngày xưa. À, nói thật sự là ngày xưa đấy, cái chuyện mà trai làng khác đến một làng tán gái bị bắt lạt, xong bắt đầu là bị xung ao mở ốc, xung ruộng mở ốc là chuyện bình thường. Mình nói thật đấy, nhiều người là tưởng những cái câu chuyện này là câu chuyện tiếu táo nói đùa thôi, nhưng mình đã từng chứng kiến. Đấy, mình đã từng chứng kiến trai làng khác nó nghịch, trai làng nào thì hầu như là có một vài thằng nó nổi lên nó nghịch ngợm nhất là, thì là ông ấy hết trò ông hay đi là ông bắt những ông nào mà giáp hiền lành ấy đến làng ông tán gái, là thỉnh thoảng ông dọa, xong bắt đầu là ông trêu ông bắt xuống ao mở ốc cho ông ấy, xong rồi lên ông mới cho về. Đấy, bị mở ốc dựng xe đạp đấy, xong xuống ao mở ốc cho chúng nó xem. Có lên là có một cái video mình nói là trai làng khác bắt mở ốc, thì cũng có bạn vào hỏi comment hỏi là xuống ao mở ốc là như thế nào. Đấy, là nghĩa là bị bắt lạt, đến làng khác tán gái là bị bắt lạt, xong bắt đầu bắt xuống ao mở ốc. Bản thân mình nói thật sự các bạn là mình thì ngày xưa đi chơi cũng có lợi thế là mình cũng chơi với nhiều anh em. Đấy, cũng quen biết nhiều anh em rồi, trai làng khác kiếc lên là không nói bảo không bị đánh nhau, không bị bắt lần nào bị bắt lạt lần nào thì không phải, bị nhiều lần đấy. Nhưng mà so với nhiều người thì là mình cũng chơi bời quen biết nhiều, cho nên là đến trai làng khác thì cũng chơi với mấy anh coi như nghịch gấu gấu ở làng đấy nè, coi là ít bị bắt lạt, không bị. Đấy, còn nhiều bạn bị bắt lạt, cái thời mình chứng kiến nhiều ông bị bắt lạt. Bởi vì có nhiều người cái thời đấy người ta hay để ý những ông nào đến tán gái mà ngông nghênh một tí. Đấy, nghe vẻ người ta gọi là to mồm đấy, to mồm một tí thì rất hay bị soi. Hay bị soi nghĩa là xong đó là bị tung tin ra là thằng đấy nó thế này thế nọ lắm đấy. Đấy, cho nên là các trai làng lúc đấy bắt đầu mới để ý và bắt lỗi. Bắt lỗi là một là cho mỏ ốc, hai là bị vụt. Ngày xưa các bạn biết rằng là trai bản, trai làng đi chơi hay thỉnh thoảng có dao rát đít nữa cơ. Nói thật, dao rát đít, côn rát đít. Đấy là đây là mình kể chuyện những gọi là trai làng, còn những tất nhiên là những cũng có người ta hiền lành, người ta đứng đắn không nghịch ngợm gì thì không bao giờ người ta có những cái chuyện ấy rồi. Người ta đến nhà đến cửa chơi và đến tuổi lấy vợ thì người ta bắt đầu lúc đi tìm hiểu mới đến hẳn nhà. Đấy, ngồi chơi đàng hoàng thì nó cũng có trường hợp nó khác. Nhưng mà tuyệt đại đa số là trai làng cứ bắt đầu là túm năm tụm ba, bắt đầu thời kỳ ăn gái đi chơi một nhóm với nhau là rủ nhau đi chơi trong đội hình. Mình cũng chia ra là mấy giai đoạn cơ. Đấy, cũng có giai đoạn tách rời một mình, cũng có giai đoạn đi đôi, cũng giai đoạn đi nhóm. Đấy, cũng oanh tạc ở linh tinh, nhưng mà nhiều người cứ bảo mình yêu chắc là yêu nhiều, nhưng mình cũng không yêu nhiều. Đấy, đúng là nói thật sự là mình cũng là người nói đúng, thật sự cũng tâm sự thật các bạn. Nhiều khi không biết trân trọng tình cảm. Nói thật, mình thì rất là yêu, không phải là gì, nhưng mà rất là thật với tình yêu, nhưng mà nhiều khi lại không trân trọng. Đấy, không biết nhịn. Nhiều cái là không biết nhịn. Đấy, lằng nhằng là thôi thì thôi kiểu. Thì cho nên là gọi là tuổi trẻ có tình yêu đẹp không thì để đánh giá nó cũng không biết nói như thế nào. Nhiều người mình phải công nhận là người ta có tình yêu đẹp. Đấy, hai người yêu nhau rất là đẹp. Đấy, rất là vì nhau. Đấy, nghĩa là mình chưa đến mức độ yêu là vì nhau. Đấy,
thực sự là chưa mức độ yêu về nhì vì nhau, cho nên là đôi khi tình yêu hay tan vỡ ở chỗ đấy. Cho nên là mình tất nhiên là tuổi trẻ thì ai cũng có quyền yêu, ai cũng quyền lựa chọn, nhưng mà mình cũng khuyên các bạn trẻ là nên trân trọng tình yêu. Đấy, mình biết sống vì người khác thì biết lo toan như thế thì sau này cuộc sống gia đình thì mình sẽ xác định bền vững hơn. Đấy, biết lo toan cho gia đình, vì gia đình thì nó sẽ bền vững hơn. Mình cũng nói thật sự các bạn. Đấy, còn về cái chuyện mình cũng không ngờ cái kênh của mình này nhiều bạn ngoài ba mấy tuổi, nhiều bạn cứ bảo cháu ba mấy tuổi chứ ngoài tình nào. Đúng, nói thật sự lượt qua về kể cả ở ngoài chỗ mình này, bây giờ mình lườm thấy là cũng khá nhiều đấy. Khá nhiều những chiến sĩ nào băm rồi đấy, ngoại băm rồi đấy, mà chưa, vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn im lìm, không thấy động tĩnh gì cả. Thì như ngày xưa cái lứa tuổi của mình đấy, thật sự là khi bắt đầu gọi là băm rồi đấy, thì bắt đầu là đến tuổi bứa bứa, người ta gọi là đến tuổi bứa bứa, nói chuyện lạc lõng rồi đấy. Cho nên là bây giờ thì băm thì mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng đúng cái thời của mình với thời trước nữa thì đã gọi là ông này băm đấy rồi, băm rồi đấy thì là nghĩa là 30 rồi đấy, thì là người ta hay soi xét ông này có vấn đề rồi đấy. Chưa thấy lấy vợ lấy chồng gì là bắt đầu lúc đấy đi chơi bắt đầu lạc lõng rồi đấy. Cho nên là các bạn trẻ bây giờ là theo mình là đến tuổi lấy vợ lấy chồng thì khi bắt đầu lúc tầm tuổi nào đó hăng nhất đấy, thì quyết định luôn, chứ còn để sau đó một thời gian nó bắt đầu ngại ngại đi chơi nó mệt mỏi lắm. Thật sự ngay, nó nói thật sự đến ngay như mình năm 27 tuổi thì mình cưới, mình lấy vợ, thì đến cái tầm tuổi đấy, tuổi 27 mà mình đi chơi mình đã ngại. Thật sự các bạn, thời kỳ đấy là khi mình bắt đầu, mình có thể một lúc nào đó mình sẽ tâm sự các bạn về cái thời kỳ bắt đầu mình rút từ móng cái về mình làm vườn, làm trang trại trong gần đập khe chè. Thì thời kỳ đấy có mỗi mình ở trong đấy, trong rừng ấy, thì nhà cứ thui thủi trong đấy một mình, cả một cánh rừng đấy, cánh vườn rộng bao la đấy, mỗi mình ở đấy. Thì nhà cứ động viên giục lấy vợ, nhưng thời kỳ có đi tán gái chơi bời gì đâu đó. Thời kỳ là chẳng đi chơi bời cả. Cứ đi làm xong thỉnh thoảng vào trong đấy, là thỉnh thoảng về đáo về thăm thầy u tí thôi, xong lại vào đấy thôi. Đấy, đến lúc lấy vợ gần như là kiểu đi hỏi vợ. Đấy, mới 27 tuổi nhé các bạn, mới 27 tuổi mà đã thế rồi. Thì mình hiểu rằng là các bạn bây giờ ngoài băm mà đi chơi rất là ngại. Thường thường thì con gái mà thí dụ bây giờ mình ba mươi mấy tuổi, 33, 34 tuổi thì mà để một kiếm một người con gái mà kém mình khoảng 5, 6 tuổi thì 27, 28 thì cũng rất là hiếm. Tầm đấy người ta, những người người ta ấy người ta đã đi lấy chồng rồi. Lại có còn thế này, chỉ còn những bạn là cũng đứng nuôi lại trông cái nọ, tính toán nhiều cái rồi lại cũng cái chuyện ngại ngại như mình đấy. thì nó rất là còn ít đấy. Còn cái tuổi trẻ bắt đầu nó đang muốn có tình yêu thì mình lại quá tuổi với các bạn, các bạn lại không thích đấy. Cho nên là theo mình thì các bạn trẻ bây giờ là đấy, các như video trước mình nói thật đấy, chứ không phải là trêu đùa các bạn đâu. Phải biết cái tỷ lệ, các bạn phải xem cái tỷ lệ trai gái của nước mình bây giờ nó bắt đầu là chênh lệch rất nhiều đấy. Cho nên là đang mình phải tính cái đoạn đấy, đang còn cái tuổi hăng ấy đấy. Mà tuổi máu ấy, thì hăng máu thì là quyết định và xông pha lên đấy, không nên khi là các bạn ấy lấy chồng hết thì lúc đấy mới lại ngứa người ra quay nhìn lại, còn mỗi mình chán lắm, thật sự là chán. Thì
Đấy, mình nói các bạn là cái thời của mình đi tán gái nó rất là thú vị. Thú vị thực sự đó. Rồi lúc yêu nhau viết thư, gửi ảnh. Đấy. Viết những dòng thư coi như là nhiều khi là cầm cây bút viết tờ giấy đẫm cả nước mắt. Có thật đấy các bạn. Chuyện yêu đương ngày xưa viết thư đẫm nước mắt là chuyện bình thường. Nó rất là lãng mạn là chuyện này. Bây giờ làm gì chuyện viết thư ở bằng giấy nữa, đúng không các bạn? Làm gì chuyện đấy. Nên ngày xưa là mong từng lá thư của người yêu, của bạn gái. Thậm chí lúc chưa yêu mới tìm hiểu nhau tôi cũng là viết thư cho nhau. Đấy, cũng mong được hồi âm. Đấy, cái chuyện yêu đương ngày xưa, cái chuyện viết thư gửi nhau là chuyện rất là hay ý các bạn. Thực sự hay luôn. Đấy, cho nên là bây giờ nhiều bạn nào thử hỏi bố mẹ xem bố mẹ còn giữ cái lá thư viết ngày xưa như thế nào không thì thử đọc thử xem. Đấy, hỏi bố mẹ xem. Nó rất là hay. Nó không như bây giờ. Bây giờ chat chít rồi, linh tinh rồi. Cãi nhau trực tiếp bằng điện thoại nó dễ hơn. Đúng không các bạn? Nhanh nó dễ hơn. Bởi vì ngày xưa muốn nhắn một cái tin gì thì là cũng phải đợi nhanh thì nó cũng phải gần một tuần. Đấy mới hồi âm. Không thì xa xôi nó còn phải hơn nữa. Mới có hồi âm lại. Nhưng bây giờ thì điện thoại Messenger tin nhắn nhanh như thế coi như chỉ trong vòng chưa đầy một giây đã có thể vài giây đã thể là hồi âm, cho nên là cãi nhau nó cũng dễ, bởi vì là cãi nhau làm xong làm lành nó cũng nhanh, cho nên là mới hay cãi nhau. Chứ ngày xưa mà mãi một tuần mới nhận được một tin xong bắt đầu để làm lành với nhau thì nó lại thời gian nó lại lâu quá, cho nên là cái tình yêu nó lúc đấy người ta nghĩ về cái thời gian đâu thì tốt nhất là không cãi nhau. Yêu nhau cũng còn chưa hết không chi là cãi nhau. Đấy, cho nên là mình muốn nói là tình yêu ngày xưa thì đối với bọn mình về cái lứa tuổi của trên mình, các anh mình chưa nói bố mẹ mình, các anh chị mình thì nó cũng đã rất là hay rồi, nhưng đến cái thời của mình bắt đầu mới có tivi là cũng còn được tranh thủ. Lúc đấy là người ta chưa bận xem tivi cho nên là còn đi chơi được nhiều, còn nhiều bạn gái. Cái thời của mình thì trai gái là nhiều, nó không như bây giờ, đúng không các bạn? Bây giờ thì công nhận là ít thật, mỗi nhà đẻ ra một hai người. Đó, lại còn đi làm đi niếc nghe vẻ đi tìm hiểu tán gái nó cũng khó. Ngày xưa bọn mình cứ ra đường tối đến ra là các làng các xóm ở đường đầy ngã ba ngã tư, túm năm tụm ba chơi đầy rất là vui. Đấy, thôi chúc các bạn nhé. Đấy là mình sơ qua tình hình một tí thôi, chứ còn để mà có muốn nói chuyện chia sẻ với chuyện này chuyện nọ hoặc nó tỉ mỉ thì phải ngồi trực tiếp làm ấm chè đàm đạo với nhau. Đấy, thì nó có thể là vài ngày còn chưa hết chuyện. Nhưng mà trên YouTube này thì nó cũng thời gian nó cũng có hạn thôi. Chỉ sơ lược qua các bạn như thế. Là các bạn tưởng tượng ra ngày xưa bọn mình đi chơi, đi bời, đi tìm hiểu tán gái là như thế. Đi bộ, xe đạp. Mình thì ngày đầu tiên mua được cái xe đạp 20,000. Đi chơi, đi tán gái. Đấy. Rất là hay, rất là thú vị. Ôi, chào tạm biệt anh em nhé. Thì có thể là câu chuyện tình yêu tán gái thì cũng ở tập 2 này dừng lại, và sau đó bộ phim sẽ tiến hành sang bộ phim khác. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.